Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Rãnh áp thấp có trục 20 đến 22 độ vĩ Bắc hoạt động cầm chừng và ảnh hưởng chủ yếu tới đất liền và khu vực ven biển phía Bắc của khu vực Vịnh Bắc Bộ nhưng không tác động nhiều. Vì thế ngoại trừ phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ thì các vùng biển còn lại từ vĩ tuyến 15 trở lên phía Bắc đều có tình trạng thời tiết tốt, trời không mưa, nắng ráo và gió không mạnh. Trong khi đó ở khu vực phía Nam vĩ tuyến 15 là khu vực giữa của Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông cũng như vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau đều là những vùng có gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng cao từ 2 đến 3 mét khiến biển động mạnh. Cùng với đó là mưa rào và dông mạnh làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km, kèm theo đó là nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo tình trạng thời tiết xấu trên các vùng biển này còn duy trì ít nhất trong 3 đến 4 ngày tới, vì thế tàu thuyền hoạt động ở đây cần hết sức lưu ý đề phòng. Tiếp theo sẽ là phần dự báo cho các vùng biển trong 24 đến 72 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, gió Tây Nam đến Nam ở mức cấp 4, biển ổn định. Tuy nhiên, từ đêm nay chịu ảnh hưởng của một vùng xoáy thấp xuất hiện ở đất liền Bắc Bộ, nên vùng ven biển cũng sẽ có mưa dông xuất hiện nhiều nơi, tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn 4 đến 10 km. Kèm theo đó là nguy cơ cao về hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh. Tàu thuyền đánh bắt ven bờ cần hết sức lưu ý tới sự thay đổi thời tiết này. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ từ đêm nay đến hết tuần thì trời hầu như không mưa, tầm nhìn xa thông thoáng, đồng thời gió Tây Nam chỉ ở mức cấp 3, sóng biển thấp, biển lặng. Nhìn chung thời tiết thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân trong những ngày cuối tuần. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, trong đêm nay và 3 ngày tới trời cũng hầu như không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam ở mức cấp 4, cấp 5, sóng cao không quá 2 mét, biển bình thường. Vì thế, việc khai thác đánh bắt của bà con ngư dân trên vùng biển này hầu như không gặp trở ngại gì. Việc di chuyển từ đất liền ra đảo Lý Sơn để du lịch và nghỉ dưỡng trong những ngày cuối tuần cũng có thể diễn ra thuận lợi. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý, trong đêm nay và 3 ngày tới, khu vực này tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết biển xấu, gió mạnh, sóng cao, nên tàu thuyền hoạt động tại đây cần hết sức cẩn trọng. Xuống tới vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo, cường độ gió Tây Nam trong 2-3 ngày tới có thể mạnh tới cấp 6 và gió giật mạnh nhất là lên tới cấp 8, độ cao sóng biển dao động từ 2-3 mét. Đồng thời mưa rào và dông xảy ra bất kể ngày đêm làm cho tầm nhìn xa bị giảm dưới 10 km, kèm theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật. Dự báo tình trạng thời tiết xấu, mưa dông, gió mạnh, sóng cao trên khu vực biển này sẽ còn duy trì ít nhất từ 3-5 ngày tới. Vì thế tàu thuyền đánh cá nhỏ không nên ra khơi trong thời điểm này. Chuyển sang phía Tây, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu. Trong đêm nay và 3 ngày tới thì gió Tây Nam ở mức cấp 4, sóng biển không cao và biển bình thường. Tuy nhiên tại khu vực này lại xảy ra mưa dông mạnh về chiều và tối, vì thế tầm nhìn xa sẽ bị hạn chế đáng kể. Ngoài ra mưa dông cũng sẽ khiến việc di chuyển từ đất liền ra đảo Phú Quốc hoặc đảo Thổ Chu gặp trở ngại, nhất là khoảng thời gian về chiều và tối khi mà gió Tây Nam hoạt động mạnh và gây mưa dông. Khu vực Vịnh Thái Lan từ đêm nay đến đầu tuần tới thì gió Tây Nam duy trì cường độ cấp 4, thời tiết từ sáng đến chiều diễn biến khá tốt. Tuy nhiên tàu thuyền hoạt động trên khu vực này thì không nên chủ quan, vì sau 16 giờ chiều thì khả năng có mưa dông xuất hiện khiến tầm nhìn xa bị hạn chế dưới 10 km, kèm theo gió giật mạnh trong những cơn dông. Khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa trời không mưa, ngày nắng ráo, tầm nhìn xa thông thoáng, gió Tây Nam ở mức cấp 4, cấp 5 nên tình trạng biển bình thường. Dự báo thời tiết tốt ở khu vực này sẽ còn duy trì trong 2-3 ngày tới, vì thế bà con ngư dân có thể yên tâm cho tàu thuyền ra khơi. Với khu vực giữa Biển Đông từ 10-15 độ Vĩ Bắc, gió Tây Nam ở mức cấp 5, biển bình thường, thời tiết có sự phân hóa, nửa phía Bắc không mưa, thời tiết tốt, còn ở nửa phía Nam, dưới vị tuyến 12 thì lại có mưa rào và dông mạnh, kèm theo đó là nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh. Với xu hướng phát triển của gió mùa Tây Nam mở rộng lên phía Bắc thì chỉ trong khoảng ngày và đêm mai, thời tiết toàn khu vực cũng sẽ chuyển xấu, có mưa rào và dông trên diện rộng. Cuối cùng là khu vực Nam Biển Đông bao gồm phía Nam quần đảo Trường Sa, đảo Huyền Trân, đảo Song Tử Tây. Phần phía Tây của quần đảo Trường Sa thì liên tục có gió mạnh cấp 6 giật tới cấp 8, còn ở phần phía Đông khu vực Nam Biển Đông cũng như khu vực phía Đông quần đảo Trường Sa thì gió Tây Nam mạnh ở mức cấp 5, đôi lúc mạnh tới cấp 6. Dù khác biệt nhau một chút về cường độ gió nhưng độ cao sóng thì đều lên tới 2-3 mét khiến cho biển động. Bên cạnh đó thì mưa dông cũng xuất hiện không kể ngày đêm, khiến cho tầm nhìn xa cũng ở mức thấp từ 4 đến 10 km, kèm theo nguy cơ cao về lốc xoáy và gió giật mạnh. Vì thế tàu thuyền cần hết sức lưu ý đề phòng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.